zin nha. Đấy, mình phải làm nồi bô với lọc gió làm hết cho nhẹ mạnh hơn. Nhà phải chạy có 1000 cây, 1000 mấy cây gắn bô thôi chứ chưa làm nồi. Tắt máy mình đi, lắp và mất lì nữa. Đây mình test cái H350 2022 trước khi làm nồi nha anh em. Xe này đang là zin, chỉ gắn bô thôi. Bây giờ sẽ làm nồi bô lọc gió với hộp xăng. Đấy, mình test cái nồi zin trước khi làm cho anh em xem nha. Nó mạnh mốt hơn à. Xe này chỉ mới gắn bô với phục à. Còn nồi là zin, lọc gió zin, hộp xăng zin. Giờ mình sẽ làm hết mấy món đó ha. Đây cái nồi H350 2022 đó, mới 1000 cây à. Nó hơi tím cái chuồng à. Chạy bị kẹt xe nóng à. Như titan nha anh em, giống như chuông titan vậy đó. Cái này làm nồi bô gió hồng xăng à, vài bữa lên bô xăng lửa à, đang bố zin à, nồi zin nó lên tới đây thôi, nó không có chạy hết đâu, mình làm xong nó mới mở tua ra đây luôn nha. Rồi, ok đây hôm nay Thái nè, Medley nè, Hợp Ý nè, đặc biệt Mario nè. Mình là mày đủ rồi nha. Đây cái H350 là nó bị cái tình trạng này nữa nè anh em. Đúng không? Em lắc là kêu rồi. Buông này. Nó bị trong cái nhông láp á. Rồi nó bị kêu rẹt rẹt là cái khâu lông đền đây nữa. Là lỗi đặc trưng của H350 nha. Rồi giờ mình làm xe này làm nồi bô lọc gió, vòi gió hồng xăng, khắc phục hết mấy lỗi luôn. Đây cái lắp cái H350 mình tháo ra thì cái bản thân zin của xe này nó hay bị lắc cái lắp này nè. Như mình chạy vô mấy cái gờ giảm tốc á, làm cọc á, với lại cái khu lông đền này nè, nó bị lỏng lắm anh em. Cái khâu rồi đây nè, nó bị lỏng rồi thấy không, nó lắc nhiều lắm. Mình làm một cái khâu khác, mình tiện bằng thép nó chắc hơn, nó không bị lỏng, nó không có kêu rắc á. Cái này lỗi đặc trưng của H350 nha. Rồi ok, mình làm xong quay cho anh em xem nha. Cái này làm nồi bô lọc gió hộp xăng. Rồi, sau đây chiếc H350 mình làm full nồi bô lọc gió, coi gió láp, rồi cái khâu lông đền, rồi hồng xăng, coi gió, em làm full hết. Rồi vài bữa mới qua làm thêm ESU. Nồi thì mình phay gánh bi nè, mẻ độ mình nhớ theo bài á, nó mở cái tua ở đây luôn, còn zin thì nó vẫn lên tới đây thôi. Rồi mình làm cái hồng xăng lớn, coi gió lớn luôn, gió lớn cho nó gió nó nhiều hơn ha, rồi thay lọc gió đồ chơi luôn, cái zin nó thì bằng giấy thôi, nó không có đủ gió. Rồi, mình làm bố nồi nè, lò xo, lò trụ luôn, rồi làm láp, chui láp xử lý nhiệt lại hết, nó hết bị kêu cọc, nó rắc á. Rồi bộ pharos xịn nè, hàng riêu nha anh em. Rồi cái khâu lông đền này nữa, khâu lông đền này nó sẽ không có bị lắc nè, thấy không, nó rất là bót, thấy không, còn zin nó nhỏ hơn, cái này mình tiện nó lớn hơn để nó chịu vô cái mâm á, nó sẽ không bị kêu rắc hơn, phục cái lỗ này luôn.
rồi đây là hai khẩu bô titan. Rồi, ok, bây giờ mình gắp vô mình test cho anh em xem nha. Đây SH 350 thì mình làm full nồi bô lọc gió, vào gió không xăng với lắp luôn rồi. Vì nó lên tới đây. Cái lắp mình làm xong rồi, bao anh em luôn. Lắc đi, lắc mạnh luôn, cố tình lắc luôn. Thấy không? Nó không có kêu cọc 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 nữa nè, thấy không? Còn zin nó lắc cố tình nó sẽ kêu cọc cọc. Rồi, ok. Bây giờ lắp cái nồi mình test thử tốc độ cho anh em xem nha. Mình test cái lắp 350 đi làm full nồi vô lọc gió, có gió xanh làm lắp luôn. Anh em coi luôn, bao không bao giờ có cái tiếng kêu cọc cọc, cố tình lắc luôn không kêu nữa, quay luôn rất là nhẹ. Rồi, anh em nhu cầu liên hệ mình ha. Tháo tiêu.
50 full nội bộ xăng lửa, 350 nội bộ radio medley nội bộ với lắp thật ý đi lần thật việc ở bên Thái mình có làm đầy đủ hết nha. Đây, hôm nay là nhà Honda nha anh em. H300 là đích Thái. 300 mi Vision quay đêm. Sonic. Radio. Cái thắc ý nè. Đó, còn là nhà Honda không à. Tại TPK team nha. Đây là Honda quá nhiều luôn. Bộ 3 xe SH350, 3 chiếc SH300, SH Ý, mô tô. Cố gắng làm xong xe cho anh em khách nha. Mày